Nó nghe nè chị, em xí sao anh nói 5 tháng nữa anh 60 tuổi thì 5 tháng nữa là anh về hưu 60 60 sao cho anh về hưu? Không phải, nhưng mà anh sinh ngày 28 tháng 1 mà. Dạ ảnh 60 tuổi rồi. Dạ ảnh 60 tuổi rồi. Cha bốc mẻ kìa, vợ bốc mẻ chồng kìa. Không thấy. Mới vô cái bốc liền luôn. Bốc liền luôn kìa. Hay quá à này. Trời ơi. Cái ghế này sao vậy trời. Anh ơi, gì vậy? Dạ, té luôn. Trời ơi. Trời lắm. Em ơi, thầy té mày đau chân mày ngồi đó liền giùm cho chị đi. Đau quá luôn. Rồi chưa? Té lâu quá nữa. Lâu quá mới té. Dạ em mời thầy, em mời cô. Rồi mời Vân. Anh chú rể đây là một người là Vân vô cùng là quen thuộc rồi, gặp nhau hoài rồi. Nhưng mà thực ra với cô dâu á, thì đây là lần đầu tiên Vân gặp. Thành ra là chúng ta vẫn có cái cảm xúc khi mà giới thiệu để cho nhau biết về nhau, như là Vân cũng sẽ biết và khán giả cũng sẽ biết. Công Ninh xin chào quý vị khán giả xem chương trình nha. Hôm nay Công Ninh với lại vợ Công Ninh là Tuyết Vân đến đây để tham gia cái chương trình Vợ Chồng Son. Anh Ninh năm nay được bao nhiêu xuân xanh rồi? Năm nay chỉ còn 5 tháng nữa là Công Ninh tròn 60 tuổi. Wow. Ôi trời, sao anh lại có thể trẻ như vậy? Tại vì nhìn anh em cứ tưởng là, tức là không phải tưởng, em biết là anh lớn tuổi hơn Quốc Thuận đó, nhưng mà cái phong thái của anh trẻ hơn Thuận. Trời ơi trời, chị nói gì? Lạ lùng điều đó là bởi vì Thuận nó nói thầy, cái tự nhiên em có thấy em bị lấn cấn khó chịu á. Nó nghe nè cho em xí. Sao vậy? Anh nói 5 tháng nữa anh 60 tuổi? Thì 5 tháng nữa là anh về hưu 60? Ừ, 60 sao cho anh về hưu? Không phải, nhưng mà anh sinh ngày 28 tháng 1 mà. Dạ, ảnh 60 tuổi rồi. Dạ, ảnh 60 tuổi rồi. Cha bốc mẻ kìa, vợ bốc mẻ chồng kìa. Không thấy. Mới vô cái bốc liền luôn. Bốc liền luôn kìa. Hay quá à này. Đó là phần giới thiệu của thầy Ninh. Còn bây giờ là tới Tuyết Vân. Tuyết Vân đến gặp Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Tuyết Vân, nhưng mà em thích mọi người gọi em là Tinh Vân hơn. Tinh Vân. Dạ. Tại sao vậy? Dạ em thích cái tên đó hơn. Em thích Tinh Trì chắc, không? Chắc vậy. Luôn. Chắc nhờ thích Tinh Trì mà giờ mới phải Tinh Vân. Tinh Vân. Bản thân anh cũng không hiểu được tại sao cổ lấy cái nem là Quỳnh Tinh Vân ở trên Facebook. Rồi Tinh Vân nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 39 tuổi. Em 39 tuổi, như vậy là em thua chồng của em bao nhiêu tuổi nè? Dạ 21 tuổi. Dạ 21 tuổi. Thế là em mất tuổi. Như vậy em chính thức đính chính luôn là em thua ảnh 21 tuổi thôi. Mà báo cứ nói là thua 22 tuổi. Gấp gần hai con gấp luôn. Tiếp tục công việc và nghề nghiệp hiện tại thì cuộc sống như thế nào? Dạ xuất thân của em là diễn viên của trường sân khấu điện ảnh. Sau một thời gian thì em thấy cái công việc lồng tiếng phim nó phù hợp với người phụ nữ, cho gia đình hơn. Nên là em tập trung vô việc lồng tiếng phim. Vân có thể cho Quốc Thuận và chương trình biết rằng là Vân và ông xã mình á là gặp nhau trong trường hợp nào? Và cái lần đầu tiên khi mà gặp tiếp nhau thì có một cái ấn tượng gì về nhau hay không? Dạ lần đầu tiên gặp thì chắc chắn là em đến trường sân khấu em học, nhưng mà anh ấy thì không có dạy em. Chỉ là đồng nghiệp của sư phụ em thôi. Dạ thì đương nhiên thầy rất là nổi tiếng thời điểm mà em vô trường rồi, nên là mọi người hay nói thầy, mà em nhìn sơn cái em nói trời sao nhìn thấy khổ ta. Cái em mới nói cái thoáng trong đầu em á là trời ơi, người giỏi như vậy nhìn cũng ổn như vậy sao thấy khổ. Mình có một cái cảm xúc là hy vọng là anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh ấy sẽ có người chăm sóc em. Chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Nó thoáng qua trong đầu của một đứa sinh viên. Lúc đó là Vân bao nhiêu tuổi? Lúc đó là em 20 tuổi. 20 tuổi mà sao tâm lý tình cảm nó rất là sâu sắc vậy? Anh Ninh, anh còn nhớ cái lần đầu tiên mà anh để ý tới cái bé Vân này á là lúc nào không? Thật ra thì cái bữa đó là bữa tối sau khi diễn xong. Dạ. Yeah. Thì mấy cô này mới tới cái chỗ đó, lúc đó anh với là Thanh Hoàng đang ngồi một cái bàn nhậu ngay đường Võ Văn Tần á. Dạ. Thì hai cô này tới thăm và gặp bọn anh để mà nói chuyện. Thật ra lúc đó anh chả ấn tượng gì hết trơn á. Hai cô rất bình thường, tại vì anh thấy ở đây là những đứa học trò của trường, nó tới nó hỏi thăm thầy bà về công việc, về nghệ thuật, về cuộc sống này nọ. Thì mình nghĩ là bình thường thì giao thiệp thôi, bình thường thôi. Thì sau đó thì tự nhiên mình về nhà mình thấy ngộ. Cô mấy này cũng có cái gì đó mà tạo cho mình một cái sự nhớ nhung nhất định. Tức là sau đêm đó là anh về là anh tự chủ động anh tìm cách liên lạc với bé Vân. Tìm cách liên lạc rồi hai thầy trò mới nói chuyện với nhau. Tụi em tình cờ á là lúc mà em tập ở sân khấu 5B á,
thì là nhà em với nhà ảnh ở ngay Phú Nhuận và cách nhau có 500m thôi. Cho nên là cùng đi về, cái thế là ảnh cái cùng đi về trên con đường đó là nó ổ thầy, cái nó ổ dân. Cho là thế là thầy trò cứ là đi về là đi chung một con đường. Dạ. Đến khi nào thì Vân mới bắt đầu có một cái cảm xúc rung động với thầy Linh? Em chỉ cảm thấy mở lòng với anh ấy là nhiều khi trong lúc ăn uống hay là nói chuyện với bạn bè em thấy anh ấy có sự vụng về nhất định á. Dạ. Ví dụ như là ăn món cuốn, nhìn ảnh cuốn kinh lắm. Là em phải cuốn cho ảnh, đúng rồi. Xong rồi nhiều cái, cái người này tưởng nó rất là hoàn hảo nhưng mà thực ra cũng có những cái khuyết điểm. Thì cái điều đó làm em thấy tự tin hơn. Em không còn bị rụt rè hay là sợ sợ trước mặt ảnh nữa. Dạ. Em nghĩ xảy ra là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, tụi em quen nhau năm 2008. Cũng 14 năm anh. Dạ, 14 năm. Nhưng mà phải có một cái cột mốc để gọi là chính thức quen nhau. Dạ đó, có. Thì lúc đó là trong cái dịp nào vậy Vâng? Trời, em nói ra hú hồn luôn á, ngay Halloween. Ồ, Halloween. Kỷ niệm tình yêu của tụi em là ngay ngày Halloween luôn. Thì tụi em chỉ chính thức đi chơi rồi nắm tay nhau. Nhưng là mà nó phải thay vì hai người đi chung trên con đường với hai chiếc xe. Thì bây giờ đổi lại thành là ảnh tới đón em để đi chung với bạn ảnh và ảnh đưa em về nhà. Đó là lần đầu tiên, ngày đầu tiên. Nhưng em mà trước đó thì có đi ăn uống hay đi xem phim gì không? Dạ nhiều. Đó, đây. Thời điểm đó là tụi em có thích một cái anh diễn viên người Mỹ. Tình cờ trong câu chuyện nói chuyện với nhau thì ảnh nói là ảnh thích cái anh diễn viên đó mà thật sự em cũng rất thích cái anh đó luôn. Rồi tụi em đi coi với nhau. Lúc đó là em chỉ nghĩ là mình đi coi với ông thầy vì ông thầy thích cái anh diễn viên đó mà mình cũng thích. Vô coi phim thì em rất là tập trung luôn tại vì cái phim đó mình chờ lâu lắm rồi. Đang coi với nửa phim cái quay qua ôm đầu em. Cái nói thương quá à. Thương quá à. Trời em đứng hình. Em đứng hình luôn. Nói chuyện gì vậy trời? Trời ơi trời. Em không biết luôn. Ông thầy mắc cỡ. Ông thầy mắc cỡ. Cái cảm xúc anh lúc đó làm sao? Tự dưng anh không tập trung vô phim. Anh quơ cái đầu nhỏ vô rồi nói thương quá. Trời ơi thương nói thương. Không biết ông thích ôm nữa, thích ôm. Nhưng mà lúc đó anh sao anh thấy tự nhiên cái tim cái ông tim nó, của anh cái cảm xúc nó thúc đẩy hành động chứ. Đúng không? Thì đúng đó, anh phân tích đi. Thì tâm lý nó phải có thì nó mới xuất hiện cái hành động là nhưng mà cái hành động đó em cũng tò mò, em không biết lý do tại sao cái hành động đó nó không phải là hành động của cái người mà gọi là người thầy dẫn ông trò đi thôi. Ừ, không phải giống như là ông cháu vậy đó. Trời ơi cái ghế này sao vậy trời. Trời ơi, ơi nghĩ sao mà ông cháu đây vậy cô? Trời ơi. Bởi vậy em mới hỏi cái tâm trạng tâm lý của anh là như vậy. Sau khi cái thương quá thì là anh kéo vô. Rồi anh làm sao nữa? Vậy thôi á chị. Rồi mình nói câu đó thương quá. Nhưng mà bên này anh ngắt ngang cảm xúc vậy luôn á. Đâu mình lúc đó đâu dám hộ đồ ôm người ta hung đâu. Mặc dù muốn lắm thôi. Nhưng mà lúc mà thương quá thì có giữ nguyên không hay là ghì cái đầu ra? Em không nhớ, nói chung là em đứng hình đó, em không muốn làm đứng gì cho ông thầy, ông tổn thương. Nó cứng ngắc rồi. Có nghĩa là mà không lẽ bây giờ coi phim mà cứ vậy hoài. Không, sao mà buông ra được chứ. Cũng phải vậy. Vậy xong cái tự nhiên nhìn thầy nè. Nhìn thầy nè. Thương quá. Dạ không, em không nhìn gì lại liền. Đúng. Ông là người hay mắc cỡ lắm, thành ra là ông sẽ em không nhìn gì luôn, em chỉ nhìn trực tiếp vô cái màn hình thôi. Không dám nhìn tôi đâu. Thầy sẽ không bao giờ nhớ nội dung cái bộ phim đó. Tôi cũng không biết cái phim gì luôn nè. Hôm nay mới coi phim với tôi không biết. Ủa, phim gì luôn. Nhưng mà sau đó là bắt đầu là cái tình cảm bắt đầu là nó lên đúng không? Dạ từ từ tình em quan sát ảnh. Em cũng quan sát ảnh xem như thế nào. Tại vì một cái khoảng cách tuổi nó quá lớn. Rồi em phát hiện ra tuy là nghiêm túc nhưng mà anh ấy khi mà đi chung với bạn bè thì rất là hài hước. Em thích một cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thoải mái giữa con người với con người với nhau. Đó thì em cũng từ từ lắng nghe cái cảm xúc của em. Tới khi mà quen nhau rồi á thì lại là không có lãng mạn nữa. Thì em mới hỏi, nhiều khi em tức quá em hỏi, ủa sao lúc mới quen thấy được lắm mà nó thì lúc cua phải vậy chứ. Không mà thiệt chứ bộ, thường là vậy thôi. Bây giờ mình vô thẳng cái vấn đề luôn. Vấn đề sau hôn nhân đi. Sau hôn nhân. Vậy thì anh có tật xấu gì không? Thì cái ưu điểm của ảnh mà nó làm lố lên thì nó thành cái khuyết điểm. Đó, ví dụ. Ví dụ như con nít đó, theo quan điểm của em nuôi dạy thì nó có cái gì, nó có những cái tương đối thôi. Mình không nên bao bọc quá. Mà ảnh thì ảnh bao bọc quá cho nên bây giờ nó có những cái hệ lụy xảy ra. Như con gái em bây giờ nó sợ độ cao. Mà hồi nhỏ thì nó không hề sợ nghe chị. Nó mới vừa bò lên.
Từ từ con. Over. Bây giờ á, chị biết không, tới nỗi mà nó lỡ nó chật chân nó té là nó không biết nó có đau hay không mà nó quay qua con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ. Hỏi sao vậy? Con làm cho ba mẹ lo lắng. Ôi ơi. Mà cái cứ người quá. Cái người mà cổ nhìn đầu tiên là anh. Tại cổ biết là anh rất là lo, cổ thành cái phản xạ không điều kiện, cổ đôi khi cổ làm cái điều gì đó cái cổ quay liếc nhìn nhìn mình coi mình có lo lắng có trách móc cổ hay không, tức cười. Nói vậy đó. Rồi cái vậy em làm TikTok từ cái lúc mà con em mới sanh đáng yêu lắm luôn. Rồi vậy dạ. Là cả nghĩ hay lo hay lo dạ, với lại hay tưởng tượng viễn vông nữa. Bắt đầu hay tưởng tượng viễn vông nữa. Có đúng những rồi. Chuyện nó chưa có xảy ra mà em không nghĩ là nó có cơ hội xảy ra đâu nhưng mà vẫn chặn trước, mà cái điều đó làm cho ảnh rất là hao tốn chất xám, tinh thần, sức khỏe này kia. Nó cũng gây cho em một cái sự ảnh hưởng nhất định. Là tại vì trong nhà có ba người mà ảnh căng thẳng, tụi em đâu có thể nào mà không căng thẳng theo được. Nó bị ảnh hưởng tâm lý. Anh bị cảm nghĩ quá rồi. Sao nữa Vân? Rồi. Còn cái tật gì nữa không? Dạ. Thầy chắc chắn là thầy nhớ dài lắm đúng không? Hay là... Không, ảnh cũng hay quên lắm. Đó, đây. Ngày sinh nhật của em không nhớ, số điện thoại em cũng không nhớ. Em định trách rồi mà em suy nghĩ lại, thật ra sinh nhật ảnh anh cũng có nhớ đâu. Hay quên. Dạ đúng rồi, mấy cái chuyện đó là anh không có để trong đầu. Mình cần nhớ cái gì nhớ thôi, chứ mấy cái này thì mình có thể mình truy cập trên điện thoại được mà, đâu cần phải để. Nhưng mà đâu có nhớ cái ngày đó rồi mà truy cập. Có nghĩa là cái quan niệm của ví dụ cũng phải nhớ, ví dụ như là vợ mình nó sanh tháng 5 chẳng hạn, thì nhớ nha, tháng 5 nè. Coi nhớ ngày nào nhớ nó. Mà sinh nhật em dễ nhớ lắm luôn á, sao anh quên. Giờ không nhớ sanh tháng mấy luôn rồi lấy gì truy cập. Dễ nhớ lắm, mà sao ảnh quần. Thực ra ông không để tâm á. Dạ ông thì có nghĩa là chuyện nào ảnh cần để tâm thì ảnh sẽ đúng nhớ rồi, nào chuyện nào cần mới để. Đó là vô tâm đó. Dạ không rồi. Để tâm có nghĩa là vô tâm đó. Là hai tật xấu rồi nha. Còn anh. Gì nữa. Bữa nay là banh chành luôn. Banh chành luôn. Em nghĩ là có những cái mâu thuẫn tụi em nó xảy ra khi mà cái sự lớn lên của em và anh nó khác nhau. Ảnh lớn lên trong một cái thời điểm nó khác em. Cho nên cái những cái suy nghĩ của ảnh em không có hiểu được. Mà những cái suy nghĩ của em thì ảnh cảm thấy nó bị ngốc nghếch hay nó bị ngờ ngợt hay nó bị nông cạn quá. Nhân đây thì mình cũng hỏi luôn nha, được biết là thầy có một thời gian thầy gặp một cái biến cố về sức khỏe. Dạ. Nhân đây thì Vân có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cái lúc đó được không? Vụ gì? Trời bình thường cái trời có gì đâu. Không, lúc đó thì đúng là anh rất là căng thẳng. Tại gia đình mình nó mới nhen nhúm hình thành. Vợ thì còn quá trẻ, con thì mới sinh ra, mà mình lại mang một cái trọng bệnh nữa. Lúc đó là gần như là tôi bị viêm phổi rất là nặng luôn. Thì mình nghĩ rằng là có thể mình chết á. Anh muốn làm phiền vợ anh và con anh trong khoảnh. Vì lúc đó anh cần vợ anh tập trung lo cho cái cuộc sống của con anh nó mới sinh ra. Thành ra anh muốn toàn bộ cái tâm trí và sức lực của Vân là dồn chăm sóc cho con anh tách ra. Anh tách ra ở một cái không gian riêng và anh tự anh lo cái cuộc sống của anh và tự chữa bệnh luôn. Anh chỉ nhờ bạn bè rồi những người thân mà anh cảm thấy là họ có thể giúp đỡ được mình lúc đó. Và coi như tự thân vận động hoàn toàn trong gần một năm trời để anh hồi phục sức khỏe. Và tất nhiên là để mà sau khi hoàn thành bình phục rồi anh cảm ơn những người đã giúp đỡ anh trong khoảng thời gian, những người thân, gia đình anh á. Và những người bác sĩ mà rất là yêu thương anh và giúp đỡ anh để chữa trị cho anh. Anh gần như thoát chết, đi từ cửa tử trở về cuộc sống. Thời điểm đó cho nên là cô ấy khi nhắc tới cái chuyện này cô ấy khóc là cũng hợp lý. Thật ra em đến với ảnh á, cái động lực của em rất là lớn là em muốn chăm sóc cho ảnh. Nhưng mà tới khi ảnh bệnh á thì lại là em rơi vào cái hoàn cảnh là em phải dưỡng đứa con. Mà ảnh em biết đứa con là cái gọi là cuộc sống của ảnh luôn rồi. Em cũng không có lơ là gì được. Mà em nghĩ viêm phổi chữa gì nó hết thôi, nhưng mà em lại không biết là ảnh rất là vật vã trong cái thời gian đó. Nhưng mà sau khi cái chuyện này xong rồi thì em lại phải nghĩ một cái hướng khác là như vậy nè. Biết đâu á, nhờ em tách ra như vậy á, thì ảnh có cái động lực đúng để rồi. Mà ảnh phải tồn tại. Tại vì vậy nè, khi người ta bệnh á, bác sĩ nói thuốc chỉ là gọi là 40% thôi. Còn 60% là ý chí, cái động lực để cho ảnh bắt buộc ảnh phải sống, bắt buộc ảnh phải khỏe. Lúc đó tôi đâu có nói tình trạng tôi nó nguy hiểm như thế nào đâu. Tôi phải diễn, mà tôi là nghề diễn mà. Tôi diễn nhưng không có chuyện gì, rất là nhẹ nhàng rồi. Em ở bên lo đi, anh tự lo được. Với lại anh còn gia đình bên mẹ anh giúp anh không sao đâu. Vấn đề là bây giờ lo cho con cái đã. Anh diễn nhưng còn như là anh bị rất là nhẹ thôi. Cổ tin điều đó, đơn giản vậy thôi. Và như nhưng mà sau khi bị chữa trị bệnh xong rồi anh bắt đầu mới nói cho cổ sự thật là như thế như em thế. Em chưa biết điều đó, khi mà anh được phỏng vấn rồi anh nói thì em mới biết thôi. Thì đó, em nghĩ như vậy là em sẽ bớt áy náy đi. Nhưng mà anh gì?
Ông còn cái gì xấu nữa không vậy? Trời ơi, mỗi nữa. Nữa đi. Ui, quay trở lại đó. Mà trước đi khi đi tôi đã dặn rồi đó, cẩn không thận có, nha. Không có, như vậy. Hai cái người này ghê lắm. Không được, lên đây là đến cái phần này là nói là phải nói cho tận cùng luôn. Rồi ông có ghen không? Hỏi thiệt. Nhưng mà chắc không đâu. Có ghen. Những người như vậy là những người sẽ rất là ghen suy diễn. Suy dạ diễn. Đúng rồi. Cái sự ghen của anh nó xuất phát từ cái việc là giống như là em nghĩ là anh cũng muốn bảo vệ gia đình là chính thôi. Anh không muốn, tại vì nếu mà xảy ra cái sự việc gì đó ngoài em muốn thì chắc chắn là nó sẽ tan rã với cái lòng tự tôn của anh. Anh hay lo xa như vậy đó, mặc dù nhiều khi anh cũng chẳng có nghĩ là chuyện đó xảy ra 100% đâu, nhưng mà anh thấy gọi là anh lường trước đó. Dạ đúng rồi, anh là lường trước. Em giống như trên trời rơi xuống vậy đó, anh nói cái chuyện mà nó không liên quan với nhau luôn á mà anh ghép vô được. Có khi nào anh nghĩ là tại vì anh lớn tuổi hơn dân nhiều á? Rồi đúng. Anh sợ là mai mốt cái mình lớn tuổi quá rồi cái nó gặp mấy đứa mà có thể là mình đã mất đi cái sự hấp dẫn rồi đối với người phụ nữ đó rồi, thành ra mình chỉ sợ. Nhưng mà anh đâu có biết là phụ nữ người ta là bị hấp dẫn bởi những người đàn ông lớn tuổi không? Đúng rồi, anh không biết chuyện đó hả? Được. Em cứ nói ảnh là style của em rồi, là gu của em rồi. Đúng là, rồi. Là không có cần lo lắng gì hết, người ta đã chọn từ đầu rồi. Dạ. Thôi giờ sẵn đây á, anh kể đi lý do gì mà tại sao anh có suy nghĩ vậy? Thì anh nghĩ là chắc có lẽ là cái ứng xử trong cái xã hội, trong cái quan hệ bạn bè của rất là thoải mái. Vô tư quá đúng không? Yeah. Nhiều khi mình ủa sao tự nhiên người phụ nữ là có thể thoải mái vậy ta? Kiểu như vậy thì bắt đầu mình có một sự lấn cấn thì thôi. Rồi sau đó thì mình hiểu là không phải. Rồi vô tư đó, vô tư đó. Tại nó nít mà anh. Rồi thì đó vấn đề. Có cho em lớn đâu. Tôi nói hai thế hệ mà nó sống với nhau trong một gia đình, trong cái hôn nhân đó, nó có những cái lấn cấn mình không thể nào giải tỏa được. Hiểu không? Nó... vì hai cái suy nghĩ nó gần như nó không có đồng nhất. Trong cái này là mình nói để kinh nghiệm trong cái quan hệ gia đình. Cái nhiều lúc mình đi làm về mệt, không biết là tại vì do anh hay là do em. Có thể là anh có nghĩ hai lý do. Là anh đi làm về thì ví dụ như anh cần một bữa cơm. Anh cần một phần ăn trên cái bàn, vì em sẽ đem ăn lên cho anh để anh ăn. Thì bây giờ hiện giờ thì anh có cảm giác là anh không thể nào có cái chi tiết đó khi anh đi làm về. Và anh phải tự đi ăn ở ngoài trước khi anh về nhà. Thì chắc có lẽ là không phải là lỗi Vân đâu. Anh nghĩ là chắc là lỗi anh. Tại vì có những lúc mà Vân có chủ động chuẩn bị cho anh những cái phần ăn đó thì anh lại lo ăn trước rồi. Thì Vân không cảm phải giác chị, là... Nó xuất phát như vậy nè. Tại vì muốn chuẩn bị bữa ăn cho ảnh thì em phải hỏi là chừng nào ảnh về. Hoặc là ảnh có về hay không để em biết được em chuẩn bị. Nhưng mà nhiều khi nhắn như vậy á là không có trả lời. Lý do là nhiều khi nó xuất phát từ cái sự mà anh hay suy nghĩ viển vông á, khi đi quay xa đi nói là thứ tư về nhưng mà thật ra thứ ba đã về rồi. Thường là như vậy, hoặc là nói là tối anh về nhưng mà thật ra trưa đã về rồi. Anh đã chuẩn bị không kịp đúng không? Dạ đúng rồi, có nghĩa là anh hay rơi vào cái trạng thái là cứ nói với em xa xa vậy đó nhưng mà thật ra là về sớm hơn. Nên làm phim thì Vân với Quốc Thuận biết rồi, đâu có đúng chính xác đâu. Lịch là như vậy, nhiều khi quay sớm hoặc quay muộn chuyện bình thường. Nhưng mà đôi khi em nghĩ lý do sâu xa nó lại là cái chuyện khác nữa. Là nhiều khi anh không muốn làm phiền cổ. Vậy anh mong muốn cổ thay đổi cái gì? Mong muốn cổ phải tinh tế hơn. Hỗ trợ cùng anh để mà quán xuyến cái gia đình mình. Nhiều khi cổ vô tư quá anh phải lo hết trơn. Đó, anh chỉ muốn điều đó thôi. Lấy bớt cái lo xa của ổng. À. Em mong muốn ảnh sao? Mong muốn anh thay đổi như thế nào? Em cũng coi phim nhiều, em bị ảnh hưởng là thường thường người ta chia tay nhau vì hiểu lầm. Cho nên anh nên thoáng cái suy nghĩ anh ra để khỏe cho anh thôi, chứ cũng không phải là cái gì ghê gớm đối với em lắm. Em cần là cái cảm giác là chồng mình tôn trọng mình. Nhưng mà nhiều khi ảnh thấy em còn nhỏ hay sao á, ảnh cái cư xử em giống như là học trò lắm nha. Chắc có lẽ là anh cũng nên bắt đầu từ bữa hôm nay là anh sẽ cho em tự quyết định những cái gì đó trong cái quán xuyến, trong công việc gia đình, trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Là sao chương trình này làm như nó có duyên hay sao á? Đó, Tinh Vân bây giờ nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nữa. Nó là một sự tinh tế. Và chúc cho thầy thật là nhiều sức khỏe. Và Vân cũng vậy, sẽ luôn là một người phụ nữ, không phải là mãi mãi 25, mà sẽ là một cô Tuyết Vân, nó phải lớn hơn ở tuổi 39. Em cảm ơn thầy, cảm ơn đó là nó xảy ra ở đâu? Hình như công viên Thỏ Trắng ha. Đúng rồi, công viên Thỏ Trắng. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con. Như mèo hôn gì đó không? Nhưng mà Nhi, con có bị stress không? Dạ có. Có nhiều lúc con ngồi con khóc, có khi giống như con không muốn nhìn thấy con của con luôn. Vậy thì chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Ừ.
Chào hai em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận với cô Hồng Vân. Con tên là Thạch, 27 tuổi. Con làm bảo trì xe máy Honda. Làm ở quận mấy Thạch? Dạ, làm bên Cộng Hòa. Rồi, mời cô em vợ Thạch. Dạ, con tên Nhi, con sinh năm 91. Hiện tại con làm nội trợ ở nhà tại vì con có hai em bé nhỏ. Dạ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau nè? Dạ, em quen nhau lúc mà đi làm chung. Bạn này là đi vô làm ngày đầu tiên. Nhưng mà em nghĩ ngày sau đó em vô cái mới thấy bạn này mới quá, tại vì hồi xưa là con có quen một bạn xong rồi bị cấm sừng. Cái con buồn quá, cái con không quen ai luôn mấy năm trời luôn, giống như tim con bị hóa đá vậy đó. Hóa đá luôn. Cái đến khi gặp cô này cái niên thích cái như bị tan chảy vậy. Cái là con gặp Nhi một cái là con chứ, tan chảy trái tim luôn. Đúng rồi, trái tim hóa đá của... Tại vì mấy chị trong đó toàn là tóc dài không à. Cái bạn này cá tính lắm, tóc ngắn. Cái nhìn vô cái để ý liền. Cái nữ này cá tính như mà sao tóc ngắn. Rồi con chủ động tới làm quen hay sao? Tại vì dạ đúng rồi, con lại con nói chuyện, ủa bạn mới hả? Sao để tóc ngắn xinh vậy? Rồi còn bạn này sao? Dạ lúc đó thì giống như xã giao á cô. Lúc đó con chưa có biết tuổi, tại con nhìn mặt thạch già quá, cái con xin anh. Mấy bữa sau con mới biết là nhỏ hơn con 3 tuổi. Cái con mới nói là thôi Thạch ơi kêu chị em đi, tại nhỏ hơn tới 3 tuổi luôn mà. Cái Thạch mới nói là thôi xưng tên đi cho thân thiết, đừng xưng chị em. Nhưng mà lúc đó là tình trạng tình cảm của con là như thế nào? Dạ lúc đó là con đang có bạn trai rồi. Nghe bạn này có bạn trai rồi cái cũng buồn. Cái suy nghĩ chắc không được đâu. Mấy anh chỗ làm á mới nói thôi cứ quen đi, cứ từ từ tính. Tức là cái khoảng thời gian con thích Nhi là con cũng đã nói cho những người bạn đồng nghiệp biết tâm đúng sự không? Là con thầm vậy là bao lâu? Chắc mấy tháng á, hai tháng. Xong rồi cái mấy người bạn trong làm chung á mới biết là sao sắp chia tay với bạn trai rồi. Khoai đúng không? Dạ. Cái mấy anh kia nói thôi cứ vô tấn công. Nói thôi người ta mới chia tay mà niên bay vô kỳ lắm. Cái ổng cái vô cái quen luôn. Cái mới rủ nhau đi uống cà phê. Rồi anh tấn công như thế nào? Sao? Tấn công nhẹ hay tấn công nặng? Dạ có mấy lúc mà con đang ngồi làm á, xong mà giống như có giác quan thứ 6 á chú. Cái tự nhiên con cảm giác giống như có ai đang ở sau lưng á. Cái con quay lại thấy đang đứng thập thò ở trong cái cửa. Tự nhiên vừa mới nhìn thấy con nhìn ra sao cái phóng vô trốn trong cái cửa liền luôn. Bỏ chạy. Dạ. Rồi xong rồi nhiều lúc mà giống như là nói là thôi để Thạch đưa Nhi về nha, là đang chạy tới ngã ba đường cái đấy. Thôi Nhi đi về trước đi, giờ Thạch phải đi về rồi mẹ Thạch la. Cưng quá. Thiệt thà quá. Nhưng mà những lúc đó thì con thấy như thế nào? Con thấy dễ thương. Dễ thương thiệt. Mà có một lần hẹn hò đầu tiên á thì đi uống nước, cái xong đang uống nước nói chết cha rồi, hôm nay ngày rằm Thạch phải đi chùa nha Nhi, Nhi ngồi đây mình nha Nhi. Sao không rủ Nhi đi chùa luôn? Không, tại vì con đi chung với bạn con. Thì rủ chui chung luôn đâu có sao đâu. Tại sợ bạn không có đi á, tại cái con nói thôi giờ bạn về đi rồi con đi mình. Giờ bao lâu Nhi mới có tình cảm với Thạch? Con cũng không nhớ nữa, giống như là cứ đi với nhau mỗi ngày từ từ, thích hồi nào cũng không hay luôn. Cái lần mà ổng chủ động mà ổng tỏ tình với con á, ổng mạnh dạn nhất có thể đó. Cái bữa đó là con đang đứng, cái xong con đang tiếp khách, cái con để con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại, cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Con mỗi lần mắc cỡ là con đứng con cười không mà con không biết làm gì nữa. Đó là lần đầu tiên là cái hành động là nắm tay đó. Dạ. Rồi vậy là cái nụ hôn đầu là đứa nào hôn đứa nào? Cái mà hôn kỳ lắm con. Cái nụ hôn đó là nó xảy ra ở đâu? Hình như công viên Thỏ Trắng hả? Đúng rồi. Công viên Thỏ Trắng. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con vậy. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con vậy. Như mèo hôn gì đó không biết. Hôn má hả? Rồi liếm mặt luôn. Ê nó nghe nè, mấy đứa bạn gái trước là chưa có hôn đứa nào hết hay sao vậy? Tại vì con hôn để tối về ngủ rồi còn nghe mùi con nữa. Con giữ mùi hơn. Ông đánh dấu á, để về. Bà dân quá tả luôn, chết nó giống như mèo luôn. Sao con có hỏi lại không? Nó ủa sao không kỳ vậy? Lúc đó cảm giác con sao? Nhộn chết luôn. Con nói là hoa mốt đừng có hôn nữa, mỗi lần hôn xong ướt mặt hết trơn rồi, khó chịu.
Vậy là con cứ tiếp tục giữ cái lập trường của con là con không kiểu đó không? Hay là lần sau con... Dạ, là hôn xong rồi tới giờ hết rồi. Hết rồi. Chỉ có lần đó duy nhất thôi. Không, cũng gần cả tháng. Cả tháng là hôn cứ ước ước mặt vậy đó hả? Trời đất ơi. Hôn coi có bị chét phấn rồi không? Rồi sẵn thử luôn. Ai nhờ không có chét phấn gì hết. À, tức là để mọc mọc đó hả? Dạ. Để mọc mọc. Trời đất ơi. Trời ơi, mất. Ông thử coi là có son phấn gì. Là con thích là ngày là gương mặt của Nhi là mọc. Dạ, đúng không? Bây giờ thì biết cô hôn quy hoạch rồi đúng không? Dạ. Quy hoạch cái bờ môi thôi đúng không? Vậy là chồng còn nít quá ha. Dạ. Bây giờ người lớn, bây giờ người lớn ra chưa? Hay là vẫn còn con nít, bây giờ là cha của hai đứa nhỏ rồi đó. Dạ, vừa cũng còn nít, vừa 50 nít, 50 lớn. Ủa có cái tính nào của ổng con nít mà nó khiến nó buồn cười không? Làm cho con giận hờn không? Dạ có. Có gì con? Cái lúc mà sắp cưới á, cái mấy anh trong công ty á mới thách là bóp vòng ba của cái bạn kia. Xong cũng chạy tới bóp thiệt. Mà con trước mặt con. Dạ con thấy cái con, tại vì mỗi lần lúc đó là con làm bên chỗ khác rồi, cái mỗi lần về là con hay ghé qua chung. Cái con ghé qua anh kia mới kể là hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mới bóp đít nhỏ kia. Mới bóp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Rồi con hứa nhận sao? Xong rồi về con năn nỉ. Con lúc đó con khai trước mà, nhớ khai trước. Không có anh Vũ kể. Hồi sáng ông mấy ông làm chung á, ông cứ kích hoài à. Cái con làm đại cái. Cái thật. Vô mặt. Thấy không, lần sau ra bớt nít lại giùm tôi cái. Thách đố không được cái gì hết trơn á. Tụi con yêu bao lâu thì tụi con mới cưới? Dạ khoảng 2 năm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tụi con quen nhau á thì được 1 năm là con bị bệnh. Con bị bệnh nặng lắm. Vậy hả, bệnh gì con? Dạ con bị lao màng phổi. Là lúc đó là nguyên một lá phổi của con bị tràn nước hết luôn rồi, tràn dịch hết luôn rồi. Dạ con nằm trong viện chắc cũng 1 tháng á. Ngày nào Thạch cũng vô Thạch chăm sóc hết. Lúc đó là con bệnh mà con ngồi dậy không có được luôn, phải có người đỡ con mới ngồi dậy được. Là Thạch chăm sóc nó biết chăm sóc không? Dạ biết, chăm sóc chu đáo luôn. Sợ không Thạch? Dạ sợ chứ, con thấy giống như trong chuyện cổ tích vậy á, chăm sóc xong được cái cưới luôn. Lúc mà con sắp xuất viện á thì con hỏi Thạch có sợ không, Thạch nói là Thạch sợ Di chết lắm. Cảm động ha. Dạ. Sau cái cú bệnh đó là 1 năm sau là cưới hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà chú hỏi hiện giờ thì cái tình trạng cái bệnh đó của con thế như thế nào? Dạ con lành rồi. Dạ lúc đó là con chữa 6 tháng. Thì lúc đó là có hai cái túi phổi dự trữ cô với chú, giống như nó xẹp vô vậy á. Cái Thạch mới dẫn con đi học bơi. Thạch dạy con học bơi. Thì con bơi cái con đi khám lại thì bình thường trở lại. Vậy tốt rồi. Thì bây giờ mới có 2 em bé được chứ, đúng không? Dạ. Vậy quá tốt rồi. Cưới nhau được mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Dạ, bốn năm hai rồi. Hai đứa con. Vợ có gì, có tật xấu gì không Thạch? Dạ con nóng tính lắm. Nóng cứ tính mà không thích á là đụng tới là như giận cá chém thớt vậy. Cái như là đi ngoài đường thích cái món đó, món ốc đi, ghé ngang lỡ mà bị kẹt xe gì chạy lố á, về luôn coi như dễ tụt mút luôn. Dạ đúng rồi, dễ tụt mút lắm đúng không? Dạ đúng. Chứ không phải là giận cá chém thớt. Dạ. Chừng nào mà như giận con quánh Thạch á thì mới là giận cá chém thớt. Có không? Con này là dễ bị tụt mút. Dạ. Có không? Ít quýnh lắm, khi có đuổi ra phòng không à. Giận xong cái ra ngoài ở ngủ ngoài ngày đi rồi mày vô tiếp. À tức là không cho vô phòng ngủ hả? Mà con không chịu. Dạ phải chịu biết thôi. vợ nóng mà ra ngoài ngủ sáng im mà vô nói chuyện tiếp. Rồi còn cái gì nữa nè? Với lại có khó tính không? Có khó tính. Không khó vừa, tính như thế nào? Đang giận á mà không vừa ý là bập liền à, chửi cái lộn cũng hay cằn nhằn lắm. Nói chung là khó tính nè. Cằn nhằn với nóng tính là nó vô một cụm đó. Rồi còn gì, có ghen không? Lúc đầu á yêu thì là thôi em không ghen đâu, cũng đi đâu cũng được á. Cái cưới về xong giờ ghen, giống như đi làm á cái lâu lâu cái ghé ngang lấy cái điện thoại cái móc ra coi nhỏ này nhỏ nào, nhắn tin lại cái nói thì mấy người làm chung thôi, nhắn qua nhắn lại có sao đâu. Giống như thấy người nào lạ là bắt liền. Tại sao anh lại kết bạn với nhỏ này? Đúng không? Vậy giờ mong muốn Nhi thay đổi điều gì? Nói bớt nóng tính lại. Chỉ cần bớt nóng tính thôi phải không? Dạ, ghen là cho phép, cho quyền. Đúng rồi. Cho quyền ghen. Miễn mình trong sạch thôi, chấp ghen luôn. Dạ, đúng không?
Rồi Nhi, những tật xấu của Thạch là gì? Ngủ rất là nhiều, ngủ khủng khiếp. Nít mà, giống như mới là... có 50% người lớn thôi. Giống như là hồi mà đẻ bé đầu tiên xong á, cái thì con chăm sóc rồi cái không có chịu giữ á cô. Con nói là Thạch ơi phải cẩn thận trong thời có bầu lại á Thạch. Xong cứ không sao đâu, không sao đâu. Không kiềm chế được phải không? Xong rồi là 3 tháng rưỡi con có em bé thứ hai. Cái Thạch hứa là đẻ ra đi anh phụ em canh con. Xong tới khi đẻ ra cái về nhà được mấy ngày, tại vì khi mình sinh xong là cái vết thương từng sinh môn còn á cô, là mình đau lắm. Đau. Cái con dắt sữa, đứa lớn nó khóc. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi. Lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ. Ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Ông lấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Ủa, con nhưng làm mà... sao mà để cho Nhi thành có ba đứa con đó là chết đó nha. Nhưng mà Nhi, con có bị stress không? Dạ có. Có nhiều lúc con ngồi con khóc. Có khi giống như con không muốn nhìn thấy con của con luôn. Vậy là cái dấu hiệu này dấu hiệu bị trầm cảm đó con. Có đó nghe. Dạ. Nguy hiểm đó Thạch. Thôi bây giờ con mong muốn Thạch thay đổi điều gì? Dạ, đừng có ngủ nhiều nữa là được rồi. Đừng ngủ nhiều nữa. Dạ, ngủ nhiều ha. Rồi. Nói nghe nè, 100% là người lớn đi, đừng có 50% con nít nữa. Tại con đi làm xong rồi về là cái con mệt quá, cái con ngủ rồi. Dạ không có. Ngày bình thường nghỉ không có làm gì hết cũng ngủ, ngủ 24 tiếng cũng được nữa. Thôi con biết sao không, nói nghe nè. Con thử có một ngày á mà con chăm sóc hai đứa nhỏ đi, con thấy cảnh liền. Dạ, con có chăm sóc rồi. Ừ, cho nên con phải thương vợ con. Chứ nó trầm cảm á, nhiều khi á hả, nó buồn quá, nó nghĩ bậy nữa là mệt. Mệt con chứ không mệt ai. Hiểu không? Dạ. Bây giờ hứa với vợ đi là 50% con nít của con là sau bữa nay là con bỏ. Con dẹp thành luôn. 100% là người lớn luôn cho cô. Dạ, hứa vợ là 50% nít nữa là không còn nữa. Hay quá. Hay quá luôn nè. Chồng sẽ tặng cho vợ một kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Trời ơi. Trời ơi. Quá bất ngờ. Vậy mà nói nó vô tâm cái gì. Đứng dậy nhận liền con. Đứng dậy. Đứng dậy nhận. Trời ơi. Ôi cưng ghê. Xúc động rồi. Vợ con cũng không biết luôn, con giấu tới giờ. Con quá hay, cái đó là con quá hay luôn. Rồi, chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này nha. Dạ, cảm ơn. Rồi bây giờ giới thiệu đi. Dạ, chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì con tên là Vũ Minh Đức. Hiện tại là con 27 tuổi. Con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghề nghiệp hiện tại của con là kỹ sư phần mềm. Kỹ sư phần mềm. Tới bạn. Tôi chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 27 tuổi. Thật ra thì con cũng đang ngành nghề lắm. Con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Rồi bây giờ nè, chắc có lẽ là đi du lịch. Và trong một cái tour đó thấy cô hướng dẫn viên du lịch này cao quá, xinh quá. Và thế là có cảm tình và theo đuổi, đúng không? Đích. Dạ vâng, con tin kể luôn nha. Đúng không? Bị cảnh sát nhận đúng hay không thôi? Dạ đúng, dạ đúng. Yes. Chúc mừng em. Lần đầu tiên em làm thầy bói nó thành công. 1001 đoán thì vẫn dính một cái. Dính một cái một. Rồi con kể đi con. Ấn tượng đầu tiên của con về vợ như thế nào? Dạ thì con gặp vợ con là trong một cái chuyến tour du lịch của công ty. Đi đâu? Dạ đi Nha Trang. Thì cái hôm đó là công ty con là tổ chức một cái gala dinner, nhưng mà có làm lửa trại. Thì vợ con là đứng phát nước cho cho mọi các người. Thành viên. Chỉ có phát nước thôi hả? Dạ đúng rồi. Xong rồi con mới mong men đi lại. Thì cũng tại vì nhiều người phát thì con thấy vợ con là bạn dễ thương nhất thì mình lựa cho. Nhấn dạ đúng rồi. Thì con hỏi con lịch sự là bạn ơi mình order nước được chưa? Xong rồi thì vợ con mới kêu là dạ được anh. Xong rồi nói mình có cần thanh toán ở đây luôn không bạn? Thì vợ con mới kêu là của anh 50.000 nhưng mà anh đưa số điện thoại cho em là được rồi. Ủa sao vậy? Không phải, đó là công việc của chị ấy mà. Dạ thực ra là khi mà dẫn tour thì trong cái đêm đó là đêm cuối cùng của tour là mình đang rất là phấn khởi là mình sắp được về nhà rồi. Và cái đoàn đó là toàn là kỹ sư trẻ hết đó cô. Và thực ra thì con với mấy anh chị hướng dẫn viên khác vẫn đứng gửi nước, là gửi bia, gửi nước ngọt và gửi nước suối cho khách. Và tất cả mọi người đều đang rất là vui và thực ra là tụi con cũng chọc hết. Có riêng chồng con bị dính thính thôi.
Có nghĩa là đâu phải trả tiền đúng không? Có phải trả tiền không? Rõ ràng là mình đã được thông báo trên xe là sẽ gửi nước cho khách, cho nên các anh chị mình khi mà khách nước có thể lại khu vực tụi em để lấy. Nhưng mà không biết sao là cứ gặp là hỏi, ủa em có tính tiền không? Cứ tính tiền không đó. Thì con mới nói là không, có 50 ngàn á. Cái kiểu thấy đơ đơ rồi xong con nói là thôi đưa số điện thoại cho em cũng được. Thì kiểu là vậy. Rồi sau chuyến đi đó thì sao nào? Dạ thì con cũng có đâu có số điện thoại của nhau. Dạ đúng rồi. Con cũng hỏi một số người nhưng mà người ta lại không muốn chia sẻ. Thì chắc con nghĩ là cũng cũng là nhiều người gọi là săn đang săn đón á, nên người ta cũng không chia sẻ. Nhưng mà tình cờ lên Facebook với lại con cũng hỏi một cái anh hướng dẫn viên xe con, thì ảnh mới cho con, ảnh kêu là ừ anh cho em số của bé này nhưng mà em đừng có nói nha, mất công anh bị la bị rầy đó. Dạ thì con chưa kịp con nhắn tin nữa thì lên Facebook là thấy bạn bè trong công ty là tag vợ con vô rồi. Dạ thì nên con inbox thẳng luôn, con nhắn cái câu đầu tiên con chào Duyên, thì Đức nợ Duyên một số điện thoại. Rồi con có trả lời không? Dạ lúc đó con cũng không có trả lời, con accept thôi chứ con chưa có trả lời gì hết á. Tại vì cơ bản là nói chung là tất cả đều là Duyên á, có nghĩa là bình thường mình ghẹo nhiều người lắm, nhưng mà có mình này ông này cũng dính. Với lại là trong đoàn thì xe con thì mọi người đang cáp con với một cái anh kia. Anh đó cũng dễ thương, nhưng mà kiểu mình thấy là không có duyên á. Với lại con đi đoàn kiểu cũng có khách này khách kia làm mai á. Dạ nhưng mà hồi đó giờ không bao giờ con nghĩ là đi làm hướng dẫn là sẽ quen khách luôn. Đó, rồi nhưng mà bao lâu thì Duyên mới cho ảnh số điện thoại? Dạ thì xong lúc đó thì con mới trả lời thôi, trả lời bình thường thôi chứ cũng không có xin số điện thoại gì hết. Rồi khi nào thì mới có cái cuộc hẹn đầu tiên? Rồi sao? Rồi đi cà phê, lần đầu tiên rủ em đi cà phê được thì con nói chuyện gì trong cái lần cà phê đó? Không, con cũng không có nghĩ nhiều là mình sẽ tán bạn. Con cứ nghĩ đơn giản là mình đi mình tìm hiểu, tìm mở rộng mối quan hệ của mình thôi. Hẹn bạn này ra quán trà sữa gần nhà, anh con nói với bạn là thôi Đức thấy tụi mình cũng có duyên thì thôi, thì bây giờ Đức muốn tìm hiểu Duyên một cách nghiêm túc nhưng mà vẫn không tin. Sao lại không tin Duyên hả? Dạ. Cái điều gì ở ảnh mà mình lại không an tâm mà mình không tin ảnh? Không ai đi tỏ tình mà nói là tại vì hồi xưa là mấy anh trong công ty thách anh quen được em, con nghe con giận, cái con không chịu. Con nghe con kiểu như là mình không có thật lòng á, kiểu mình chỉ là qua đường, kiểu như là tán chơi thôi. Rồi mối tình nó tiếp diễn ra sao nữa? Dạ con vẫn chạy cối. Dạ tiếp luôn. Duyên kêu là bị ho này kia thì con mua thuốc ho qua tận nhà ăn đưa luôn. Nhưng mà không chịu xuống lấy. Dạ, thì qua một hai lần như vậy thì chắc là cái nhờ cái sự nhiệt tình của con thì mới kiểu cảm giác là Duyên cảm động và dạ, chấp nhận đúng không? Mà từ cái lúc mà quen nhau tới khi mà đăng ký kết hôn là 3 năm, là hết 2 năm chồng con đi nghĩa vụ. Và hết dồn trong đó là 2 năm là dịch nữa rồi. Dạ, cho nên là cái thời gian hai vợ chồng gặp nhau nó không có nhiều. Tụi con bị yêu xa nhiều. Yeah. Khoan, có nghĩa là yêu trước khi là Đức đi nghĩa vụ đúng không? Có nghĩa là tụi con không có một cái lời tỏ tình nào chính thức hết. Có nghĩa là quen gặp nhau từ tháng 10 nhưng mà tới tháng 1, tháng 2 gì đó là chồng con đi nghĩa vụ luôn. Và chồng con cũng bị sốc là nhưng mà lúc đi nghĩa vụ là đã là quen chưa? Quen rồi đó. Thì nó kiểu nhưng mà cái khúc nào mà quen là con chấp nhận không có tại vì nãy giờ Đức kể là chưa thấy là dạ, cái lúc nào mà Duyên coi như là đồng ý làm bạn gái của Đức cả. Dạ tụi con là giống như không là có một lời tỏ tình như là một cái dòng nước hiểu. Suối nó nghiễm nhiên nó chảy vậy đó. Chứ không có dạ, đúng không? Dạ. Không có một con đập nào ngăn cách để rồi hòa vỡ không có gì đó. Không có luôn. Tại vì cái chi tiết nè, mua thuốc đến rồi cũng không xuống lấy. Là tới đó là coi như là chững lại luôn. Rồi là bao lâu thì đi nghỉ vụ? Dạ thì qua Tết. Nhưng mà tới khúc đó là đã nắm tay chưa? Dạ rồi. Nắm tay rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi bây giờ nè, rồi tiễn đưa đi nè, rồi tới chỗ đó. Dạ, thì cái lúc mà tự nhiên cái lên xe cái đi luôn mà kêu con nói là em nói công ty cho anh nghỉ nha. Rồi ông tỉnh tới như vậy luôn á, kiểu như mình mất 2 năm nữa cô, mình đang đi làm, tức là mình đi làm rồi và mình cần một cái người nào đó cũng đi làm mà có thể nương tựa với mình. Đùng một cái đi nghĩa vụ là mình coi như là không có người để nương tựa, rồi kiểu không có người ủ hỉ này kia. Xong rồi cái thấy hụt hẫng, con khóc quá chừng luôn. Là khóc cái lúc mà nhìn thấy anh lên xe á không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn được lên thăm non đúng không? Dạ vẫn lên thăm, nhưng mà 3 tháng đầu thì hơi khó thôi, tại vì đi hơi xa, tại vì đi xuống Củ Chi rồi. Con phải chạy xuống dưới thăm. Hơi cực, như là kiểu 3 tháng đầu thì hơi cực đó cô, cho nên thành ra là bạn hất đầu đinh. Bạn hất đầu đinh rồi nhìn ốm mà đen, nhìn xấu. Dạ, đợt con xuống 10kg. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà chồng đi nghỉ vụ vậy thì là Duyên ở nhà vậy đó thì là có nhiều anh chàng theo đuổi được không? Dạ thực ra thì kiểu như là nếu như mình nói không có thì cũng không đúng, nhưng mà kiểu như vẫn có kiểu như khách của mình á, rồi đồng nghiệp hay này kia thì kiểu như là vẫn có người nhắn tin, nhưng mà thực ra thì cái này là phải tin, giống kiểu là nhiều người vẫn hay nói chồng con là
ủa sao mày lấy vợ mà về vẫn cho vợ mày làm hướng dẫn viên. Nhưng con nói là ngay từ đầu nếu như mà anh xác nhận là anh xác định nếu như mà ghen thì không quen được em đâu, tại vì phải tin nữa. Dạ, và nếu như mà không tin thì tụi con không có tới bây giờ mà tụi con cưới nhau tới bây giờ đâu. Nhưng mà trước khi chồng con đi nghĩa vụ là con đã tới nhà chồng chưa, gặp bố mẹ chồng chưa? Là ngày Tết đó, là ngày hôm Tết đó, là ngay mùng 2 Tết là con là hướng dẫn viên trực đường Hoa Nguyễn Huệ. Là có áo dài, nhưng mà ngày hôm đó chưa có lãnh đạo nào tới thì chồng con mới chở con về nhà của chồng con. Như vậy là các bạn là từ lúc mà yêu cho tới lúc mà coi như là yêu xa 3 năm trời anh ấy đi nghĩa vụ. Và mất bao lâu nữa thì các bạn mới cưới nhau? Thì dịch xong mới cưới đúng không? Vậy là tụi con mới cưới đây. Vậy là tổng cộng là 3 năm rồi, 2 năm. Khoảng 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. Dạ thì tháng 5 năm ngoái là nhà chồng con xuống hỏi cưới con. Là vừa hỏi cưới xong là tháng 6 là dịch. Là Sài Gòn lockdown luôn, là không gặp nhau luôn cho tới khi dự định là tụi con là tháng 10 cưới. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì nhà chồng con gặp biến cố. Là mẹ chồng con mất. Mẹ chồng bị bệnh à? Dạ. Mẹ con bị bệnh ung thư. Thì cũng phát hiện lúc cũng giai đoạn cuối rồi. Thì vậy hả? Mẹ lớn tuổi chưa con? Dạ mẹ con nếu mà tính đến bây giờ thì khoảng 58 tuổi. Thì là mẹ mất mất sớm quá. Đúng không? 58. Nhưng mà kiểu phát hiện trễ quá cô. Mà phát hiện trong dịch cho nên mình không đi khám và không chữa trị nữa. Chứ là mọi cái không ai đi thăm được, rất là khó khăn. Thì cũng may mắn là cái khoảng 2 tuần cuối đời của mẹ thì vợ con có được giống như là nhờ một cái chuyến xe mà chở hàng hóa gọi là đúng rồi, một tháng nhờ một cái chuyến xe kiểu như là chở nhu yếu phẩm từ tỉnh vô thì tình may mắn là cũng có người giúp, cũng nên lên Sài Gòn thì cũng chăm mẹ con cũng được một tháng cuối đời. Tức là con có gặp mẹ một tháng cuối đời. Tại vì theo con được biết là người Bắc đó cô, là kiểu họ cũng quan trọng cái tín ngưỡng này kia, nghĩa là nếu như mà mẹ mất rồi á mà mình chưa đăng ký kết hôn á thì mình sẽ phải để tang 3 năm rồi mới cưới được. 2-3 năm gì đó, tại chồng con là con trai á. Cho nên là bố con mới gọi con lên sớm để đăng ký kết hôn trước khi mẹ mất. Vậy là mẹ cũng mãn nguyện rồi. Có nghĩa là mẹ được con chăm sóc một tháng rồi. Sài Gòn vừa lockdown là con lên liền luôn. Là hai đứa lại cũng đăng ký kết hôn. Thành ra là mẹ cũng mãn nguyện rồi. Là một tay là duyên chăm sóc mẹ chồng á. Dạ đúng rồi. Vậy là bây giờ là tụi con đã có em bé chưa? Là một bé. Dạ một bé. Dạ đang hồi nãy con nói là con đây là chủ nhà trọ cho một cậu bé trong vòng 9 tháng 10 ngày đó. Là đang có em bé luôn. Vậy mà nãy con nghe là tôi lại tưởng là có rồi, đứa nhỏ. Đúng rồi. Cô lại nghĩ là em bé sau 9 tháng 10 ngày đã được sanh ra đời rồi đó. Là bây giờ là đang có. Dạ con đang có. Được rồi, chúc mừng nha. Rồi con đang rồi, chúc mừng con. Mà 1 tuần gần 3 tháng. Rồi chúc mừng nha. Sắp sửa biết giới tính đó. Dạ. Con biết rồi. Biết luôn hả? Dạ, con biết rồi. Không bật mí luôn đi, trai gái. Dạ, dẫn chồng con dẫn đi đá banh được. Wow, trời chúc mừng con nha. Rồi, chúc mừng. Rồi đó, ơi. Dạ, thực ra thì nói là cái vấn đề trai gái nó không áp lực, nhưng mà khi mà mình... Tại vì nhà chồng con là người Bắc, đúng chồng rồi, là cô hiểu mà. Dạ, con cháu đích tôn nữa. Đúng rồi, cháu đích tôn nữa, đúng không? Trời ơi, chúc mừng mẹ phù hộ. Dạ vâng, con cũng nói hai vợ chồng trước khi ngủ cũng nói là lúc mà biết được cái tin đó là thấy kiểu là chắc là mẹ phù hộ rồi. Mẹ đó. Dạ. Và mẹ hôm nay là các đó. Em lại đang vừa có một cái giây phút nhắc đến mẹ đó, và lại khoe một cái thành viên sắp sửa có một thành viên mới nữa. Lại là con trai nữa thì rõ ràng là hôm nay là một ngày rất ý nghĩa. Đúng không? Rồi. Tiếp tục đi. Mình qua cái phần kia đi chị. Nó khó chịu cái mỏ ghê á. Chị khó chịu cái mỏ lắm, chị không muốn hỏi đó. Thôi để em hỏi cho. Nhưng mà không được, bị cái chương trình này mà mình không hỏi là mình bị truất quyền MC. Đúng rồi. Cho nên bắt buộc mình phải làm đúng format, đúng không? Đúng ra không định ao rồi đó, nhưng mà phải hỏi. Phải hỏi. Bây giờ nè, hai đứa có tật xấu gì không? Sau khi mà về ở chung nhà thì là con có phát hiện ra bạn ấy có tật xấu gì mà lúc yêu nhau bạn ấy giấu không? Đó. Ai khui trước? Con chọn khui trước. Con đợi giây phút phải lâu rồi. Là Đức chắc xem chương trình này nhiều rồi đúng không? Dạ. Con thì cũng không chủ động xem mà vợ con cứ ngồi xem, mà con cứ ngồi kế bên con bình luận. Mà rất thái cái chỗ này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hai đứa con. Dạ thì vợ con thì con hình từ lúc mà quen nhau tới giờ thì tật xấu cũng nhiều, nhưng mà nó vẫn ở trong cái gọi là cái cho phép. Nhiều khi người với người ngoài người ta nhìn vào thì người ta sẽ nói là tật xấu, nhưng mà con thấy nhiều cái đó là rất là thích. Thí dụ vợ con là cứ đi xe thì cứ hết cù lét rồi lại cắn xong rồi lại nhéo. Là ngồi sau xe con là vậy đó. Dạ đúng rồi.
buổi tối đi ngủ nó cũng vậy. Hay là bệnh lạ nè em ơi, bệnh lạ đó. Bạn ngứa nú rồi sao á? tại vì kiểu như con hướng dẫn viên á, chồng con đi tới cái đoạn đường này là con ngồi sẽ hỏi thuyết minh, ví dụ điện Biên Phủ nè, à tại sao lại điện Điện Biên Phủ, và con sẽ kể chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông nghe đấy ông chán. Bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Đó, con đi tới đâu con sẽ thuyết minh tới đó, nhưng mà ông kiểu ông không chịu, không nghe, ông nghe nhức đầu, ghét là con chọc lét hay con làm gì đó nó vui. Để cho tỉnh đó phải không? Dạ. Rồi. Còn một cục cái nữa là vợ con hay bị mớ. Dạ. Cái đợt gần đây nhất là về quê mà ra mắt dòng họ. Thì tự nhiên cái con đang nằm, lúc đó đêm cũng khó ngủ thì cũng hơi lạ chỗ á. Nhưng mà vợ con thì ngủ rồi. Con nằm con bấm điện thoại, con coi cái này cái kia. Thì tự nhiên cái bà bật dậy. Cái con tưởng là đi vệ sinh hay uống nước thôi. Xong tự nhiên cái quay lại hỏi con, ủa anh ơi máy bay đáp lúc nào vậy anh? Máy bay đáp ở đâu hay vậy anh? Thôi mày có mấy nghe, ôi em bị gì vậy, em bị gì vậy? Xong rồi cái hồi tao cái làm sao ngủ tiếp, cái xìu xìu cái lại lăn là ngủ tiếp. Bé bị mớ nghiệp. Bị bệnh ngày lâu quá không bay á, đúng không? Không, thật ra con bay nhiều, con lại hướng dẫn con cũng bay nhiều. Nhưng mà con chắc là lần đầu tiên con ra Bắc chỗ lạ muốn quen nên con mớ hay sao chắc đó. Con lâu con không làm đó. Con nhớ đó, bị nghề nghiệp á, bị con bị mấy năm dịch á, cấm bay. Rồi mớ, nhưng mà thật ra cái mớ đó không phải thật xấu. Mớ đó là coi như là cái hành vi đó là người ngủ tao không biết. Dạ không, thì ý con nói là cũng là xấu, nhưng mà con thấy nó đáng yêu, nó cũng đúng rồi. Dạ. Có khi nào mớ nhéo là cũng không phải tật xấu đâu. Có khi nào mà trong giấc ngủ cô ấy động thủ, động tay động chân với con không? Mớ mà bật dậy mà tát bóp mà chồng. Chú đoán đúng quá. Mới được đâu một tháng trước thôi. Tự nhiên con rất đang nằm rất là ngủ rất là say luôn. Nhiều khi mình ngáy mình không biết đâu, nhưng mà tự nhiên vợ con tát yêu một cái, mà tát cũng không yêu lắm đâu, nó cũng chát một cái. Xong mới hỏi ra cái chỉ à, tối qua anh nắm tay nhỏ nào. Cha, ghen trong mộng hả? Dạ đúng rồi. Ghen trong mộng. Dạ đúng rồi đó. Oh. Thì vậy con là... con cũng không phải là mình mà mình không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên cái mình mới ngủ dậy mình chưa biết gì hết, mình còn đang gọi là đang nhảy đầu, mình đang nhảy số, xong cái mình nghĩ là ủa mình có làm gì sai không ta, mà sao thì cái đánh mình vậy. Xong rồi cái nghĩ, nhưng mà cũng ngủ đi. Xong cái hồi sau 8 giờ con dậy một lần nữa thì lúc sau mới nói là kiểu, ủa sao mà giấc mơ mà nó thật quá anh là này kia. Không biết nè, anh nắm tay nhỏ mà anh còn để cắp sành này gì, tay người yêu tôi nè này kia mà tả như thật vậy. Nhưng mà lúc không ngủ bình thường là có ghen không? Vợ con thì cũng tin tưởng con. Không có ghen. Không ghen. Con cảm nhận là không ghen. Dạ không ghen, nhưng mà có thiệt không? Dạ con tin vợ con. Vợ con cũng không tin con. Không nói ra thôi. Dạ. Cho nên mới nói trong lúc mớ đó con. Nó dồn nén á đi vào trong giấc ngủ. Dạ, nhắc cái chuyện ghen thì cái đợt sinh nhật con vừa rồi á thì tự nhiên vợ con học đâu á cái mua mấy cái quần con á. Xong cái bà in cái mặt bà vô. Làm đủ trò này kia, xong cái hỏi ủa sao em mua gì kỳ vậy đó. Em mua vậy mốt mà có đứa nào mà nó lột lại thấy cái mặt em mà nó có đó. Ghen mà không chịu nói. Có đó nghe. Ghen ngầm á, con hiểu không? Đó. Con cũng không có. Nó nghe nè, sao con lại in cái mặt con ở trên một cái cái quần ship như vậy? Dạ tại vì con nghĩ là cái chuyện vợ chồng nó cũng bình thường à. Nhưng mà kiểu là con tặng giày dép hay là dây nịt nó bình thường quá. Với lại là cái tính của vợ chồng con nó như nhau á, nó tăng động mà nó kiểu nó nhây nhây á cô. Thôi mình làm gì cho nó vui xíu. Không, cái con chiêu của con quá hay luôn. Dạ. Thiệt. Cái con đặt mấy cái quần lót á, cái xong rồi mấy cái hình chibi, xong rồi con ghép cái mặt con vô. Xong rồi con đặt 4 cái. Con không biết vì sao mà người ta giao cho con có một cái lại có hình của bạn khác. Nhưng mà ông nội này ông vẫn mặc cô. Trời ơi, bữa con giặt rồi tự nhiên con thấy ủa cái gì đây, tự nhiên tại sao lại mặc cái quần này. Anh lộn lần đầu tiên chị thấy một cái chiêu ghen mà ghen đáng yêu mà dễ sợ như vậy luôn. Mà nhưng mà nếu như vậy có hình người khác nữa thì cũng có nhiều người có cái chiêu giống con. Nhưng là cái chỗ chỗ in người ta đi lộn đó, đúng không? Mà in lộn à, hay quá, để kỳ này chị chỉ cho Liên chị vậy. Trời ơi, chị chỉ cho Liên thôi. Mặc vô kỳ đó. Không, cái chiêu đó hay em ơi. Mặc vô nhìn vợ nhìn cười không luôn. Cho nên là khi mà chồng mình đi du lịch đó cô, đi du lịch con cứ cho nó thoải mái, con xếp mấy cái quần nó vô. Đúng rồi. Mặc chỉ được mang những quần đó đi thôi. Tại vì bạn nào mà chỉ cần tuột ra coi là thấy ô kìa. Rồi, thấy cái mặt chủ. Là biết có vợ rồi nha. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Con nghĩ chắc ba là nhiều rồi. Không phải, ví dụ như có về hay trò chuyện tám chuyện thiên hạ gì mà về kể cho chồng nghe không? À không, dạ đúng rồi. Chú Thuận là dự đoán nay hôm nay là chương trình này dự đoán 100% luôn á. Nhân viên mà. Dạ. Có nhiều chuyện trên đời lắm á. Con đi ngủ là nhiều khi mình đi ngủ 11 giờ mấy thì cũng muốn ngủ rồi, cũng hơi mệt mệt rồi thì vợ con sẽ kể những cái gọi là những cái gì mà
thông tin nóng hổi của cái mạng xã hội bây giờ, như là cái vụ mà người ta té lầu mà kia, anh ơi em thấy người ta té mà ghê quá, em coi em không ngủ được luôn. Xong rồi hôm khác lại lâu lâu lấy cái chuyện hoa hậu ra ngồi nói em chắc chắn là Thùy Tiên đạt top 1, xong rồi ngồi dự đoán năm hoa hậu mà lúc con cũng không hiểu gì hết mà vẫn phải nghe. Để không mình... nghe là phải nhận. Không em ơi, cái đó là nhu cầu thổ lộ đó. Bây giờ mình không tâm sự chồng, mình tâm sự với ai? Đúng tại không? Tại vì hồi trước con đi làm, nhưng con nói chuyện với đồng nghiệp, con nói chuyện với khách. Tại mình lên xe mình phải chứng minh liên tục. Đúng con, rồi, bệnh không chứng minh mà. Thì người ta sẽ nói là hướng dẫn viên làm biến. Đó, mình nói liên tục nhưng mà về nhà không ai nói chuyện với mình đó. Cái bệnh nghề nghiệp của người ta. Người ta là hướng dẫn viên du lịch giỏi giang, rồi tự dưng bây giờ người ta bị ngưng, đúng không? Cho nên tất cả dồn hết vào trong mơ, con thấy à? Anh ơi, máy bay đáp mấy giờ? Ơi, con rồi. Có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ con thấy vợ con bây giờ quá hoàn hảo với con. Quá đáng yêu. Bây giờ con sẽ thay đổi vì giờ vợ thôi chứ. Hay quá. Rồi nhân đây con nói luôn đi, những tật xấu của ảnh. Tật xấu thì thật ra thì cũng nhiều á, nhưng mà con chỉ muốn chồng con thay đổi một số cái, ví dụ như là bớt nóng tính. À nóng tính lắm hả? Cọc tính. Nhưng mà có cọc tính với vợ không? Cọc, nhưng mà như kiểu con đi, hai vợ chồng đều nhau hết, nhưng mà khi mà chồng con nóng lên hay gì đó là con sẽ dịu xuống. Đó là cái cách mà hai vợ chồng con tự xưa cái nóng chưa của bao giờ chồng gây con nhau. Là làm kiểu gì? Kiểu sao ta? Có nhiều ông chồng thể hiện là nói lớn, dạ. Nạt nổ, rồi đập nạt, đồ, dạ. Đập chén, đập điện thoại, nạt rồi đập luôn ảnh cưới luôn. Và kiểu như nạt nổ với anh chị em trong nhà thôi, kiểu gây nhau mà hơi lớn tiếng á. Mình kiểu như mình thấy, mình ấy thôi. Dạ. Nhưng mà không có lớn tiếng với vợ. Thật ra vừa lớn tiếng là con nói là tắt đài. Kiểu như là con dặn xuống, mỗi lần muốn gây nhau là con không có gây lộn được. Nên là hồi xưa giờ ở trong nhà giờ cả nhà chưa bao giờ nghe vợ chồng con gây nhau, chỉ nghe giỡn thôi chứ chưa bao giờ gây nhau. Cho nên là mình nhiều khi một người gây thì người kia phải biết dằn là vậy, cho nên là con muốn chồng con phải là cái người dằn trước. Nhiều khi con muốn, với lại là lúc nào cũng phải biết nói câu xin lỗi trước. Làm sao nhưng mà không bao giờ nói xin lỗi nè chồng em à? Dạ không bao giờ nói xin lỗi trước, đợi chọc nha con, quạo thật là quạo luôn mà con tức mà tao nào con khóc luôn á thì bắt đầu mới xin lỗi. Đó là mình kiểu mình bị hụt hẫng rồi. Nhây á, nhây rất nhây. Có cái đam mê á con. Với lại là chồng con bị cái là ví dụ như người ta nghe, người ta nghĩ là vô duyên, kiểu như giỡn, ví dụ mến đồng nghiệp cho nên chọc đồng nghiệp. Nhưng mà chọc nhiều khi lố quá cái người ta buộc. Đó cho nên là nhây, nhưng mà thực tế là thực ra là chồng con thích người ta mới chọc thôi, kiểu vậy. Cho nên là đối với những ai mà chồng con mà giỡn nhây quá là đang chồng con đang gọi là mến, cởi lòng, cởi mở với đồng nghiệp đó, hoặc là anh chị em đó. Còn chứ thực ra thì ví dụ như đi mà không hợp phải là ngồi im re bấm điện thoại không nói chuyện với ai hết. Cho nên là khi nào nhiều người đàn ông có cái tính đó rất ngay gặp bản thân cũng vậy. Ví dụ như thân thì mình mới chọc, thân thì mình mới ghẹo, còn không thì chẳng bao giờ nói. Là kiểu vậy á, nhưng mà con sợ nhiều khi mình bị quá ô về. Bị ô về quá đi. Và với lại là chồng con kiểu hơi con nít á, nên là con cần chồng con chững chạc một xíu. Thí dụ như những cái điều gì mà con nói chồng con nít? Chồng nít hả? Nói chung là nhiều lắm chứ. Nói chung là nhiều cái chi tiết mà con nói, con nhận định chồng. Nội cái nhây đó cũng là nít rồi đó, đúng không? Dạ. Có mê này kia. Có mê game, mê đồ không? Hình như con thấy là hình như đàn ông nào cũng mê game hay sao ta. Tại vì nếu như mà tại vì bây giờ con đang có em bé, con cần ngủ sớm. Mà chồng con chơi game, ví dụ như mà con kêu tắt loa thì có thể tắt. Nhưng mà cái tiếng của bàn vi tính đó cô, cạch vậy nè. Nó không ngủ được. Mình ví dụ mình chơi là con nói là chơi tới 10 giờ rưỡi nha. Ok, chơi tới 11 giờ mới hết trận. Lỡ dính vô trận rồi. Mà con cái này cũng thật ra cũng là tật xấu, con không biết phải tật xấu không, nhưng mà cỡ tới 11 giờ á, nguyên một ngày không có chuyện gì hết. Tới 11 giờ con đợi tắt đèn đi ngủ hết, con sẽ làm con nhảm. Con nói vậy đó, tại sao anh lại như thế này thế kia. Con nói hoài vậy đó, ghét mà chồng con quạo luôn. Bắt đầu 11 giờ con mới. Đúng bật rồi. Cái nút nói lên. Dạ, khoảng tầm đó con mới bật nút nói chứ ban ngày con không muốn nói chuyện tới. Ủa sao ngộ ta? Có nghĩa là bắt người ta 11 giờ, 10 giờ rưỡi là phải tắt hết. Đó là ngán ngộ đó em. Rồi xong vừa in cái lưng xuống nửa tiếng là tới bả mở cái loa. Đó. Tại vì kiểu như là lúc đó con kiểu như con bực quá, con nói không được thì con đợi khi nào mà tất cả im lặng hết thì lúc đó con mới nói. Thì ở nhà nhiều khi cũng có người nên con không muốn giờ cầu nhau hay là chửi chồng hay là gì gì á. Nên là hai vợ chồng không gây lộn mà vậy, con chỉ có cầu nhau thôi. Và khi mà con cầu nhau lúc đó thì bất lực. Không có nói được gì hết. Ủa nhưng mà bây giờ cái tật xấu mà chơi game mà chơi tới đêm á thì là cải thiện chưa? Bây giờ con muốn chồng con cải thiện, ví dụ như chơi tới 10 giờ là 10 giờ, hoặc là chơi ít nhất là 10 rưỡi trở về trước thôi. Con mong không, muốn con nói luôn đi con. Đó con mong muốn chồng con thay đổi. Dạ, con không, bây giờ con đi. Muốn chồng con hứa. Đó thôi chồng hứa đi chồng. Dạ đi. Hay có cô Hồng Dân Quốc Thuận ở đây thì con hứa luôn à.
nhìn nó nhìn em nhìn em. Ừ, anh hứa với vợ là từ giờ anh nói chơi đến mấy giờ là anh sẽ tự giác nghỉ. Không bao giờ chơi qua 10 giờ rưỡi. Không chơi qua 10 giờ rưỡi. Nghe tới 10 giờ 29 là tắt đó. Dạ. Đúng không? Rồi. Rồi có mong muốn chồng gì nữa không? Với lại là kiểu quan tâm giúp đỡ vợ, tại vì trong thời gian này con đang có em bé, thì kiểu như là việc nhà hay này kia nên san sẻ với nhau một chút xíu. Đúng rồi. Đúng. Dạ. Cô đang tính dặn con. Tại vì đó. Con đang bị động thai nữa. Đó. Ồ, dạ. Thấy chưa? Vậy là phải càng không được để vợ buồn, dạ. Không được vợ làm nhiều quá. Hả? Đúng rồi. Với lại con biết không, con sẽ phải chịu được một số những cái trái tính trái nết của vợ con trong quá trình mang thai. Sau khi sinh, có nghĩa là con sẽ phải chịu đựng khoảng gần 2 năm nữa về cái trái tính trái nết của vợ con đó. Phụ nữ mà mới sanh xong á là thay đổi khác hơn cái lúc mà đang mang thai. Đang mang thai đã thay đổi rồi nha. Sanh xong thay đổi hơn như vậy nữa mà con phải chịu đựng cái đó nha. Cái đó không phải là nó là thuộc tính của vợ con đâu. Nó là do hormone nó thay đổi cho nên nó sẽ như vậy. Nhưng mà sau gần 1 năm á, em bé nó bắt đầu khoảng 1 tuổi rồi thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đó. Đức có muốn con mình sau này vui vẻ không? Lúc nào cũng cười không? Dạ cũng cỡ cỡ con được thôi. À, không, đừng vui vẻ quá đó. Nó vui á là trong lúc nó trong bụng mẹ đó, là mẹ nó lúc nào cũng phải vui hết. Cho nên cái điều mà chị Dân khuyên thì nói chung là đủ hết rồi. Nhưng mà anh chỉ muốn khuyên thêm cái nữa là lúc nào cũng vậy, trong cái giai đoạn này nên làm vợ vui. Nha. Dạ vâng. Vợ vui thì con sẽ vui và con sẽ khỏe mạnh. Cô nói nghe nè. Bây giờ con cái vụ game đó con tạm thời con gác qua đi, mà hai đứa sẽ thay đổi bằng một cái hình thức khác, ví dụ như là trước khi đi ngủ hai đứa cùng nhau coi một bộ phim. Yes. Đó. À. Cô nói thiệt đó. Hay lắm. Tụi con mà dính vô một cái phim bộ nào tụi con sẽ bị ghiền. Hoặc là tụi con một cái phim tình cảm lãng mạn nào đó tụi con sẽ bị ghiền. Coi mới đầu có thể là con chưa quen nha, nhưng mà coi chừng một tuần lễ thôi là con sẽ bị ghiền. Coi chung á. Mà cái đó hay lắm nha, thiệt. Mai mốt thứ nhất là em bé nó sẽ rất là nó sẽ rất là thích. Đó, nhất là những cái bộ phim nào nó có những cái nhạc hay á con. Cái nhạc hay này cái nọ nó thích lắm mà. Vợ con sung sướng mãn nguyện, nó bớt trái tim trái nết. Nghe. Thiệt. Rồi nhân hôm nay thì đến với chương trình Vợ Chồng Son thì thôi bây giờ Đức đi. Đó. Bây giờ chú muốn Đức có một cái lời nói gì đó và có một hành động gì đó với vợ mình trong cái kỷ niệm cái ngày quay hình chương trình Vợ Chồng Son này. Cứ nói với vợ. Cứ nói với vợ. Thì từ lúc quen nhau tới giờ thì anh chưa có một cái lời tỏ tình nghiêm túc cũng như là một cái sự cầu hôn nghiêm túc nào dành cho em. Thì qua chương trình Vợ Chồng Son này thì anh cũng muốn tặng em một bó hoa. Thì cũng mong là em sẽ tiếp tục làm mẹ của đứa con thứ hai, thứ ba nữa của anh. Anh sẽ thay đổi nhiều hơn vì con và vì em. Dạ, em nhận. Trời ơi, dễ thương quá. Lâu rồi cũng có thể chồng bóng sớm đó, chứ thật ra thì con thích hoa mà, không bao giờ chồng cũng tặng hoa cho con hết. Rồi vậy là hôm nay phát huy nha con. Dạ, phát huy. Nên phát huy một tuần hoặc ví dụ như là một tháng 2-3 lần gì đó là bảo đảm con vui hoài. Và vui hoài thì con sẽ vui nghe. Và khi ra đời là con chỉ có cười mà thôi. Chúc cho chị số của Liên. Chị chỉ nó cái phương pháp mà in vô trong. Trời ơi, cái chuyện nó ngộ ghê vậy đó ha. Rồi anh trước khi kết thúc thì anh xin chúc cho hai vợ chồng sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là Duyên, mẹ tròn con vui. Dạ, con xin cảm ơn cô và cảm ơn chú và cảm ơn chương trình ạ.